Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Thi Thiên 107 từ câu 23 cho đến câu số 32. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Trong sự hiện diện thánh của Chúa, chúng ta xin Đức Thánh Linh của Ngài làm cho lời văn tự của Thánh Kinh bây giờ trở nên lời sự sống rhema ở trong mỗi tấm lòng, mỗi đời sống của chúng ta một cách thích hợp. Tôi sẽ được tuyên đọc lời Chúa. Có người đi xuống tàu trong biển và làm việc nơi nước cả. Cả ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài biểu bèn có trận gió bão, nổi các lượng sóng lên, đưa cao đến các tầng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu. Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ, họ choáng váng siêu tó như một người say. Sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bây giờ trong cơn giang truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sống êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sống êm lặng. Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân sự và ngợi khen Ngài tại nơi hiệp tập các trưởng lão. Hallelujah! Chúng ta ngợi khen Chúa. Hallelujah! Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Một lần nữa thì chúng ta biết rằng cơn dịch cúm corona Vũ Hán này đó thì nó bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng mà nó đã lây lan sang rất nhiều những cái quốc gia, và hiện tại thì nó đã lên tới cái con số là khoảng 150 nước đã bị cái dịch bệnh này lây lan. Riêng tại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết rằng đó có lẽ là khoảng chừng 69, nhưng mà cái con số của những người được ghi nhận là bị nhiễm bệnh và cái số người qua đời bị chết vì cái chứng bệnh này hình như là nó đã lên đến cái con số là 40 người qua đời hay gì đó, và cái con số của những người bị nhiễm thì nó đã lên tới con số khoảng chừng không biết phải 300 hay không á. Không biết ai có con số chính xác, nhưng mà nói chung là chúng ta biết rằng Hoa Kỳ cũng như nhiều cái quốc gia khác ở trên thế giới đã công bố về cái việc tình trạng khẩn cấp. Cho nên đây cũng là điều mà chúng ta biết rằng thế giới đang rúng động, đang chao đảo, đang hoang mang, đang bấn loạn vì cớ một cái dịch bệnh lây lan ra. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý rằng đó, trong cái thời đại bùng nổ thông tin, kể cả chúng ta gạt ra những cái thông tin giả đi ha, những cái fake news, thì chúng ta nói ngay cả những cái thông tin đúng đắn, những cái thông tin đúng á, thì nó cũng tràn ngập. Và chính những cái điều này nó như là những cái lượng sóng cuồng á, nó đánh vào đời sống của con người, vào tâm trí của chúng ta. Nó làm cho con người chúng ta bị chao đảo, làm cho chúng ta bị hoảng loạn. Và chúng ta biết rằng khi mà mình chao đảo hoảng loạn thì mình không còn giữ bình tĩnh, thì nó có thể dẫn mình đến những cái nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi điều khiển mình thì chúng ta sẽ có những cái hành động nó không có được thích hợp. Bây giờ chúng ta là con cái Chúa, thì chúng ta là con của Đức Chúa Trời bình an. Chúa của chúng ta là Chúa bình an. Đó là một trong những danh xưng rất là quan trọng mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết để nói lên cho chúng ta về cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là nơi mà chúng ta biết nương náu mình thì chúng ta sẽ có được một sự bình an lớn lao. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ ban cho người đó được bình an trọn vẹn. Ngài chính là vần đá muôn đời của các thời đại, để khi chúng ta ẩn mình, chúng ta có thể tìm thấy được một cái sự che phủ, bảo vệ, gìn giữ chúng ta trong sự bình an. Nó giống như cái hình ảnh mà hồi nãy cô Ngọc có nhắc lại đó. Thì
chúng ta thấy cái bức tranh nổi tiếng về cái sự bình an đó, thoạt nhìn vào cái quang cảnh, cái bức phong của cái bức tranh này đó, thì thấy nó là một cái cơn bão tố, mưa gió sấm chớp về trên một cái dòng sông, nước chảy cuồn cuộn, kéo theo nó là bao nhiêu những cái cây ngã đổ. Nhưng mà nhìn kỹ vào bức tranh đó thì thấy ở bên bờ sông nó có một cái khe đá bị nứt ra hất sâu phía bên trong. Thì nhìn vào đó thì thấy hai con chim đang rỉa lông cho nhau, và nó đã được đoạt giải, nó được đặt tên là Bình An, và nó đã đoạt một cái giải trong cái cuộc thi về hội họa đó. Cho nên xin Chúa cũng giúp cho chúng ta, để chúng ta biết nương náu mình trong vần đá muôn đời của các thời đại là Chúa của chúng ta. Và sách Châm Ngôn là một quyển sách dạy về sự khôn ngoan ở trong cuộc sống hiện tại của chúng ta trên đất này, dành cho các con cái của Đức Chúa Trời. Thì có nói đến những cái loại, trong đó có một con thỏ. Thì con thỏ nó đã thể hiện cái sự khôn ngoan của nó. Con thỏ dầu là nhỏ bé và yếu đuối, nhưng mà nó đã biết ẩn mình ở trong vần đá. Cho nên những cái loài thú dữ, vườn đá rất là sâu, và thú dữ cũng không thể nào mà đưa móng vuốt của nó vào để có thể bắt lấy những con thỏ như vậy được. Đó là cái sự khôn ngoan của con thỏ, để mà nó có thể được bảo vệ, che chở trước những cái hiểm nguy trong cái thế giới này. Và đó là điều mà Chúa cũng dạy chúng ta. Cho dù chúng ta có như một con thỏ đi nữa, hay là như một cái con chim nhỏ bé, nhưng mà con chim đã tìm được một nơi ở của nó, để thậm chí là nó có thể sinh sản, nó có thể đẻ con, nó làm tổ, nó sinh sản trong đó. Đó là ở nơi đền thờ của Chúa, nói như trong Thi Thiên 84. Cho nên xin Chúa cũng giúp cho chúng ta là con của Đức Chúa Trời bình an, thì chúng ta cũng biết mình phải làm gì giữa những cái cơn giông bão mà nó bất chợt xảy đến ở trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý vị, bạn chị em, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng thế giới này nó đã bị nhiễm tội lỗi. Cho nên bởi đó thì đây là một cái thế giới mà nó đầy những cái sự rúng động. Nó không phải là một cái thế giới bền vững đâu, nó là một thế giới đầy sự rúng động. Và Chúa nói với chúng ta rằng mình sẽ thấy cái sự rúng động nó không phải trên đất, trên biển thôi, nhưng mà còn sẽ có một lúc nó rúng động cả trời. Nhưng mà chúng ta là người của vương quốc Đức Chúa Trời, là một vương quốc vững bền. Và chúng ta biết rằng thực tại của vương quốc Đức Chúa Trời ngày hôm nay nó được bày tỏ ở trong đời sống của những ai tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời của mình và dâng cuộc đời của mình ở trong tay của Chúa để được Ngài nắm giữ, để được Ngài hướng dẫn, để được Ngài che phủ và ban phước. Cho nên chúng ta phải biết rằng vần đá muôn đời của các thời đại là một nền tảng vững chắc cho các con cái của Ngài, để chúng ta không bị những cái điều của sự rúng động trong thế giới này nó có thể làm rúng động đời sống của chúng ta. Trở lại với Thi Thiên 107 thì chúng ta thấy ở đây mô tả về có người đi xuống làm việc ở nơi nước cả, ở nơi biển sâu, và người đó đã kinh nghiệm được Đức Chúa Trời một cách diệu kỳ, đặc biệt là khi phải trải qua cơn bão tố, cơn bão biển đó. Và chúng ta cần biết rằng mỗi cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đang sống giữa cái thế giới đầy rúng động này. Thành thử Chúa, lời của Ngài đã nói trước cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải đối diện với những nghịch cảnh, khó khăn, hoạn nạn. Ở trong sách Gióp, mà chúng ta biết rằng ông Gióp là một người thống khổ, bởi vì ông đã trải qua rất nhiều những cái khổ nạn. Thì đoạn 14 câu số 1, chúng ta thấy ông nói như thế này: loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Hết thảy chúng ta đều bởi mẹ của mình là người nữ sanh ra, sống tạm ở trên đời này thôi. Và những ngày tạm đó cũng đầy dẫy sự khốn khổ. Thế giới này là một thế giới đầy khốn khổ. Mà chúng ta biết rằng Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta nó là biển bể khổ đó, biển khổ
hay là một số những triết lý và tôn giáo đời này cũng phải nhận định rằng thế giới này như là một cái biển khổ vậy. Chúng ta xem ở trong sách Truyền Đạo thì chúng ta thấy ở trong đoạn 2 cũng có nói đến những cái sự bất trắc, nói đến những cái khổ nạn mà con người có thể phải trải qua. Tôi chỉ muốn đọc ở trong từ câu 20, đoạn 2 từ câu 20 cho đến câu số 23. Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi, rồi phải để lại cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn. Vậy ích chi cho người lao khổ cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời, vì các ngày người chỉ là đau đớn, công lao người thành ra buồn rầu, đến nỗi ban đêm lòng người cũng chẳng được an nghỉ. Điều đó cũng là sự hư không. Ở đây chúng ta thấy một cái người là sống có thể nói là vất vả trong cả cuộc đời của mình, lao nhọc tạo ra của cải, nhưng mà rồi cuối cùng thì phải chịu khổ. Đó có thể là khổ vì đau bệnh, đó có thể chịu khổ bởi sự chết cuối cùng, và tất cả những cái gì mình xây dựng bây giờ nó không có đem lại cho mình được hưởng cái gì hết, mà để lại cho người khác, thậm chí là có thể để lại cho những cái người mà họ chẳng có lao khổ gì cả, nhưng mà họ lại được hưởng cái điều đó. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề, một cái nỗi khổ ở trong cuộc sống của con người. Và Chúa Giê-xu Ngài cũng nói với chúng ta, như được ghi lại ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 16 đó, thì Ngài nói rằng đó, ta bảo trước cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi sẽ gặp sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Câu cuối cùng của đoạn 16 ghi lại cho chúng ta lời Chúa Giê-xu đã nói trước. Cho nên Kinh Thánh không hề lừa dối chúng ta rằng một người tin Chúa là chúng ta được miễn trừ tất cả những cái nan đề hay là những cái khủng hoảng khó khăn cuộc sống của mình đang đi trải qua đời này. Vì đây là một thế giới rúng động. Cho nên chúng ta thấy rằng một người biết Chúa, làm theo lời Chúa cũng không có nghĩa là người đó được miễn trừ những cái khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống của mình. Chỉ có một điều khác biệt đó là nếu đó có Chúa thì đó là một người biết xây dựng cuộc đời của mình trên vần đá. Ai trong cuộc sống cũng đều xây dựng một điều gì đó, xây dựng cuộc đời của mình. Nhưng mà cái quan trọng đó là mình xây dựng trên cái nền tảng nào. Thì người dại dột, người dại dột là một cái người thiếu hiểu biết, hay là một cái người có hiểu biết mà thiếu khôn ngoan, không làm theo điều mà mình biết, đó là một kẻ dại dột. Thì chúng ta thấy là người đó xây nhà mình ở trên cát, trong khi đó thì người khôn ngoan xây nhà mình ở trên vần đá. Chúa vần đá chỉ về lời của Ngài, vì Chúa nói rằng ai nghe và làm theo lời ta phán đây thì như là một người khôn ngoan xây dựng nhà mình trên vần đá. Matthew đoạn 7 ghi lại cho chúng ta về người khôn và người dại đó. Thì cả người khôn hay dại đã xây dựng căn nhà của cuộc đời của mình, chỉ có cái là nó khác nền tảng thôi, phải không? Và làm sao biết được và cái hệ quả như thế nào sẽ xảy đến với người khôn người dại? Người khôn người dại đều xây nhà là một. Cái thứ nhì là họ đều gặp những cái cơn khủng hoảng xảy đến trong cuộc sống. Ở trong đó nói rằng khi mưa tuôn, gió thổi, nước lay xô động. Cho nên chúng ta thấy rằng sống trong thế giới này sẽ phải gặp, dù là người dại hay khôn, dù là người không có Chúa hay là người có Chúa, thì cũng đều phải trải qua những cái lúc gian nan hay là những cái cơn khủng hoảng, hoạn nạn xảy đến trong cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta biết có sự khác biệt giữa hai người này. Đó là bao nhiêu công trình của một cái người dại dột không có xây dựng cuộc đời của mình ở trên chính Chúa, thì khi gặp hoạn nạn, khủng hoảng thì nó sụp đổ hết. Trong khi đó một cái người khôn ngoan thì được sự vững chắc, và nó không đem lại bất cứ một cái điều gì làm cho siêu đổ hay là nó gây nên một cái sự tàn phá. Cho nên đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần phải nhận biết ở trong cuộc sống của mình.
Có những người họ nghĩ rằng chắc là bây giờ mình tin Chúa để cho đời sau, nhưng mà thật ra không phải. Điều đó là đúng chứ không phải là không, nhưng mà nói một cách đúng nhất, một cách trọn vẹn nhất chứ không phải chỉ có một nửa sự thật, phải không? Thì á, một người tin Chúa là người có chính Chúa ở trong cuộc đời của mình và được Chúa bao phủ, che chở, hướng dẫn và ban phước cho cuộc đời của mình. Đang trải qua đời tạm sự rúng động này, nhưng mà Chúa nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta có sự bình an, Ngài sẽ ban cho chúng ta có sự vững chắc, và Ngài cũng sẽ hiệp mọi điều xảy đến trong cuộc sống của chúng ta trải qua để đem đến những điều lợi ích cho chính mình. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây người này đi ra làm việc ở trên biển. Thì làm việc ở trên biển thì chúng ta biết rằng nó đi đánh cá này kia nọ đó, phải không? Và đương nhiên là người đó cũng phải nhận định rằng đó là mình có thể đi ra được, mình có thể làm việc được. Và trong cái kinh nghiệm, người đó cũng đã thấy rằng mình cũng đã tạo ra được rất là nhiều tiền bạc của cải khi mà mình đi ra làm việc như vậy. Nhưng mà rồi một điều bất trắc đã xảy ra. Ở đây chúng ta thấy về những cái điều có liên hệ tới cơn bão. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy ở đây, bão nổi lên một cách thình lình. Đây là cái quyền lực, cái sức mạnh của bão đó, nó đến một cách thình lình. Nó đến một cách mạnh bạo mà người ta không kịp trở tay. Và đây cũng là điều mà chúng ta cần biết rằng đó, giống như cái cuộc khủng hoảng về dịch bệnh corona này nè, thì chúng ta biết rằng nó bỗng đâu nó bùng phát lên rồi nó lây lan ra khắp cả thế giới. Không ai có thể nghĩ rằng nó xảy ra như vậy, đặc biệt là đối với đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sinh sống. Thì chúng ta thấy rằng mình kinh tế đang đi lên và cuộc sống đang rất là ổn định và tốt lành. Bỗng nhiên một cái dịch bệnh gì đâu đó bên tuốt ở bên Trung Cộng gì đó thì nó lây lan ra rồi nó ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến mỗi cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, cũng như tất nhiên nhiều quốc gia khác ở trên thế giới nữa. Nó là một cái điều gì đó bất chợt thình lình xảy ra. Mặc dầu chúng ta biết rằng đó, thật ra mình cũng cần phải có một cái nhìn tổng quát về mọi sự kiện liên hệ tới cái lĩnh vực dịch bệnh này. Nếu chúng ta nhìn vào trong lịch sử, chúng ta có thể thấy rằng đã từng có những trận đại dịch nó xảy ra. Thí dụ như vào thế kỷ thứ 6 thì cũng đã xảy ra một cái nạn dịch bởi dịch hạch. Đó là một cái cơn dịch đen mà nó đã giết 100 triệu người. Và chúng ta nhớ vào thế kỷ thứ 6 nha, thì lúc đó dân số trên thế giới không có đông, chưa có nhiều như bây giờ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là đã có 100 triệu người đã chết. Rồi đến thế kỷ thứ 14, cũng lại là dịch hạch nữa. Ở đây người ta nói là đại dịch đen đó. Thì nó đã giết chết, người ta ghi nhận khoảng chừng 200 cho tới 300 triệu người trên thế giới đã chết bởi cái trận dịch hạch này vào thế kỷ thứ 14. Rồi nếu mà chúng ta nhìn nữa thì có rất nhiều những cái trận dịch khác giết cũng cả triệu người. Nói tới triệu người thôi chứ chưa nói tới hàng trăm ngàn hay là hàng chục ngàn. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó đã từng có những cái trận dịch rất là dữ dội như vậy. Riêng tại nước Mỹ, một năm đó người ta ghi nhận rằng bởi cái nạn cúm theo mùa thôi, theo mùa lạnh thôi, hay là một số mùa nào đó, thì nó cũng đã có mười mấy ngàn người đã chết vì cái cúm mùa đó. Trong khi chúng ta nhìn cái mức độ lây lan thiệt hại của dịch cúm corona thì nó cũng chưa có gây nên một cái tàn phá hay là một cái mức độ ghê gớm giống như là những cái gì đã xảy ra. Và chúng ta nhớ nha, hàng năm ở tại Hoa Kỳ nạn cúm mùa nó cũng đã giết mười mấy ngàn người rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý cho nên chúng ta không có, nhiều khi mình cũng không có giống như là cẩn trọng. Trong khi ngày hôm nay thì chúng ta thấy đối với cái dịch corona này đó, thì tại vì truyền thông nó bùng nổ mà. Tất nhiên là chúng ta biết rằng nó cũng có những cái hiểm nguy của nó mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận, phải nhận biết và chúng ta phải xin Chúa giúp mình khôn ngoan ứng phó như thế nào đó một cách đúng đắn. Và chúng ta thấy ở đây một cái cơn bão nó đã xảy ra như vậy.
Tôi muốn nói đến cái mức độ về cái quyền lực của nó, cái sức mạnh của nó đến một cách thình lình. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy ở đây đã nói đến cái tác động của một cái, nó là gì? Ở đây nói rằng đó là những trận, thứ nhất là gió bão, thứ nhì là các lượng sóng trỗi lên, rồi nó đưa cao đến tầng trời, rồi hụp tới vực sâu. Ở đây nó mô tả giống như một cái người mà ngày xưa mà họ có thuyền buồm đi ra đó, ra biển rồi đi thuyền buồm đó. Thì giống như một cái người ở trên chót của cái cột buồm đó. Mà trong cái cơn bão thì chúng ta biết là nó quật qua quật lại như thế, nhận xuống dưới vực sâu luôn. Chính là một cái, chúng ta thấy được cái mức độ mà khủng khiếp về cái sức mạnh, cái cường lực của một cái cơn. Người ta ngày hôm nay đó thì nó có nhiều cái sự thống kê hay là nhận định để định mức về những cái trận cuồng phong hay là những cái cơn bão nó xảy ra trên thế giới. Thì nó có nhiều loại, nhưng mà nói chung á, người ta sử dụng một cái bậc thang để mà nhận định phổ biến, đó là họ chia ra 5 cấp bão, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 gì đó. Và chúng ta có thể thấy rằng ở đây đó, cơn bão này trước nhất nó đánh vào ở trong cái chiếc thuyền. Thuyền là một cái phương tiện mà người này sử dụng để mà có thể làm việc, để có thể kiếm tiền, để có thể sinh sống nhằm tạo ra của cải. Và bây giờ nó, chiếc tàu này đã bị đánh vào. Và đương nhiên khi đi ra biển như vậy đó, thì không, trong lúc bão tố mà chưa có đánh lưới được cái gì, thì nó đã bị ngưng trệ lại cái chuyện đó. Chưa muốn nói đến một cái vấn đề là nó có thể gây chết chóc nữa, phải không, chìm tàu gì đó. Cho nên công việc nó bị chặn lại, nó bị ảnh hưởng. Và trong cuộc sống của chúng ta, một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta có thể bị tấn công bởi những cái quyền lực của điều ác hành động đó, hay là những cái quyền lực của sự hủy diệt trong một cái thế giới rúng động này, nó có thể tác động trên chúng ta, đó là trong của cải của mình, tiền bạc của mình. Và rồi đây chúng ta sẽ thấy có thể là công việc làm ăn từ cá thể ha, cá nhân mình mở một cái doanh gì đó, rồi chúng ta thấy ti cho tới hãng xưởng của tư nhân hoặc là của chính phủ gì đi nữa, thì chúng ta sẽ biết rằng nó chịu ảnh hưởng. Do đó đó thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thu nhập của mình, hay là nó ảnh hưởng đến tiền bạc của cải của mình. Thể nhìn thấy những cái cơn bão xảy ra trong cuộc đời chúng ta, nó sẽ đánh vào. Tôi muốn dùng cái là cái người mà chúng ta thấy ông đã nói đến, ông trải qua rất nhiều những khổ nạn đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái khổ nạn đầu tiên mà ông Job phải đối diện, đó là chúng ta thấy rằng đó là có những cái cơn giông nó nổi lên và nó làm sụp đổ nhà cửa, rồi nó giết cả bầy chiên, bầy bò, bầy súc vật của ông nữa. Ông là một người rất là giàu có nha, có cả một bầy súc vật gồm lạc đà, rồi chiên, rồi bò, rồi cừu, xin lỗi, rồi dê, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng đó, trong phút chốc ông mất hết tất cả những cái gia sản của mình. Một cái tai nạn bất chợt xảy đến. Tôi không biết là chúng ta sẽ phải đối diện với cái cơn bão cấp mấy về cái vấn đề tài chính của mình. Không biết được. Nhưng mà nó có thể xảy ra. Nó sẽ ảnh hưởng ở trên đời sống của chúng ta đó. Bởi vì điều này nó cũng ảnh hưởng trên toàn cầu mà, trong cái cơn dịch này. Vì vậy chúng ta cũng cần phải xin Chúa cho mình có được cái sự bình tĩnh để chúng ta nhận định nó có thể gặp những trở ngại, thậm chí là thiệt hại về cái phương diện tài chính của mình. Tuy nhiên chúng ta phải tin cậy vào Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng sẽ bảo vệ, gìn giữ chúng ta, và Ngài là đấng sẽ bù đắp cho chúng ta nếu chúng ta biết phản ứng đúng trước những hoạn nạn xảy ra, ngay cả về cái sự mà chúng ta chịu mất mát
về tài sản của đi nữa. Cho nên đây là điều mà Xin Chúa giúp chúng ta hãy nhìn xem ông Job, mà Satan đem những cái trận bão đến để mà hủy phá toàn bộ cái tài sản của ông, thì ông vẫn cứ hết lòng tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, ông không có lầm bầm bởi vì những cái gì mà Chúa ban cho mình bây giờ nó bị lấy đi. Bởi vì ông nhận định rằng đó, những cái này là thuộc về Chúa. Nhận định rằng đó, tài sản của mình là thuộc về Chúa, tài chánh của mình là thuộc về Chúa. Chúa ban cho mình để mình quản lý. Chúa, Đức Giê-hô-va ban cho thì Đức Giê-hô-va có quyền lấy đi. Ngài có thể cho phép chúng ta chịu những cái điều đó. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chứ không phải lầm bầm oán trách. Và chúng ta biết rằng trong cái chỗ đó nó bày tỏ rằng Job là một người có đức tin thật ở nơi Đức Chúa Trời. Ông theo Chúa không phải là vì cớ là Đức Chúa Trời, xin lỗi, là giống như là dùng những cái phước hạnh về tài chánh, về tiền bạc, về của cho mình để dụ mình đi theo. Đức Chúa Trời không hành động như vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng trong những cái cơn hoạn nạn xảy ra đó, thì nó sẽ bày tỏ rằng một người có đức tin thật ở nơi Đức Chúa Trời hay không. Hay là một người theo Chúa, theo cái kiểu người Việt Nam mình nói đó, là hễ mà còn tiền, còn bạc thì còn tiền, còn bạc thì còn ông tôi, phải không? Nhưng mà hết tiền, hết bạc, hết gạo, hết gì đó thì sao? Hết ông, hết tôi luôn. Cho nên giống như đi theo ai đó chỉ vì cớ đã cho mình được cái điều gì đó thì tôi đi theo, tôn trọng. Nhưng mà một khi không còn nhận được cái gì từ người đó thì thôi miễn đi, không có ông tôi gì ở đây nữa hết. Nhưng mà chúng ta, bởi vì Job đặt lòng tin cậy và kính trọng, yêu mến đối với chính Đức Chúa Trời chứ không phải chỉ là các ơn phước của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp chúng ta biết tin cậy không phải nơi những cái gì mà chúng ta có thể tạo ra được, mặc dù chúng ta biết rằng đó cũng là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta không để lòng tin cậy nơi những điều đó. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta là một điều chắc chắn, nhưng mà chúng ta đừng có đặt lòng tin cậy, nương cậy vào trong những cái điều kiện dư dật về tài chánh, về tài sản của mình, và hãy để lòng tin cậy của chúng ta nơi chính Đức Chúa Trời. Giờ chúng ta cũng thấy ở đây đó, thì nó hưởng đến cái chiếc thuyền đó, nó cũng làm hình bóng về gia đình của mình nữa. Bởi vì người này có đi làm việc, có thể là có, sẽ có những người trong gia đình của mình sẽ cùng làm việc. Giống như trong Tân Ước mà chúng ta thấy gia đình mà của Văn và Gia Cơ đó, con trai của CBD đó, thì tất cả đều làm nghề chài lưới, làm nghề đánh cá, và họ có thuyền. Cho nên cả gia đình cha con gì đó xúm lại với nhau để mà lo công việc. Cho nên cái điểm này, gia đình của mình, đây cũng là điều mà chúng ta nhận biết để mình chuẩn bị chính mình trong cái sự ứng phó một cách thích ứng. Đừng ngạc nhiên nếu như cái điều này nó có thể đánh vào ở trong đời sống của chúng ta. Sóng gió có thể nổi lên trong gia đình của mình. Và ông Job là người đã phải trải qua điều đó. Cho nên chúng ta thấy nó phá diệt hết tất cả tài sản của Job rồi, thì bây giờ nó đánh trong chính gia đình của ông. Và chúng ta thấy ở nơi đó các con gái, thì đột nhiên có một cái cơn giông gì đó nó nổi lên, phải không? Và lúc mà họ đang ngồi lại để dự tiệc, nó đang gia đình đó, thì cái nhà đó nó sụp xuống và tất cả. Rồi chúng ta cũng, bởi vì khi Job đối diện với cái sự hoạn nạn đó,
Thì ông đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, cho nên ông đã sắp mình xuống để mà thờ lại Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời. Thì bà Job bà bị vấp phạm trước cái việc đó, bà nói rằng đó, bây giờ mà ông còn tạ ơn ngợi khen Đức Chúa Trời được sao? Ông hãy rủa xả và đi chết đi. Cho nên giữa vợ chồng đồng rồi căng thẳng với nhau nữa. Rồi chúng ta thấy tiếp. Cho nên ở trong Job, cả về phương diện ở trong tâm trí, trong tâm hồn của ông, nó muốn cướp đi cái sự bình an của ông. Rồi chúng ta thấy vào trong thân thể của ông, trong lãnh vực mà thuộc thể thì nó không phải chỉ đụng đến tài sản thôi, mà chúng ta thấy rằng nó còn đánh vào trong chính thân thể của ông nữa. Biết được đôi khi nó cũng đến từ cái quyền lực của ma quỷ đó. Một khi mà Chúa soi sáng cho chúng ta để nhận biết cái điều đó, thì chúng ta biết rằng thuốc men nó không thể nào mà chữa lành cho ông Job được đâu. Bởi vì phía sau cái cơn bệnh đó là bàn tay của Satan. Phải xử lý Satan rồi mới có thể nhận được cái sự chữa lành. Tôi không nói rằng tất cả các bệnh tật đều đến từ Satan trong cuộc đời chúng ta. Nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong những nguyên nhân nó có thể đến từ Satan. Và chúng phải khôn ngoan để xin Chúa soi sáng cho mình biết về cái việc này. Đây là một cái vấn đề khác, một cái lĩnh vực khác mà chúng ta không có thể nói trong cái giờ này được. Nó là một chủ đề khác về sự chữa lành. Nhưng mà chúng ta biết rằng có nhiều khi những cái cơn bão ở dưới sự tăng nó có thể đánh vào trong đời sống chúng ta trong nhiều lĩnh vực. Và ở đó nó dẫn chúng ta vào cái nguyên nhân của những cơn bão xảy ra trong cuộc đời của mình. Như vậy thì có phải là mọi cái cơn bão xảy ra trong cuộc đời của mình nó chỉ đến từ một nguyên nhất là từ Satan thôi không? Kinh Thánh cho chúng ta biết nó đến từ những cái nguyên nhân khác nữa. Chúng ta hãy xem ở trong sách OC đó, đoạn 8 câu số 7 nói như thế này: nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc. Ai gieo? Cho nên đây cũng là một điều nói lên cho chúng ta thấy rằng nếu ở trong đời sống của chúng ta sống ngay trật trong ý muốn của Đức Chúa Trời, trong chương trình của Đức Chúa Trời á, thì chúng ta có thể phải gặp cái hoạn nạn, chúng ta có thể phải gặp bão tố. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta để tra xét trong chúng ta trải qua bão tố thì phải coi chúng ta có phạm tội gì đó đối với Chúa hay không, chúng ta có sai Chúa của chúng ta hay không. Bởi vì như vậy thì nó sẽ giống như là đứa con trai hoang đàn, tưởng chừng như là nó được đầy đủ mọi cái điều kiện, và nó đi ra nó làm mọi sự dường như là tốt đẹp, nó hưởng thụ những cái thú vui ở trong cuộc sống đó, thì nó phá sản rồi cuối cùng là đi chăn heo. Ra khỏi cha thiên thượng thì cuộc đời của chúng ta sẽ đi xuống thôi, và sẽ có lúc chúng ta phải đối diện với sóng gió bão tố. Một con chiên mà tách khỏi chăn và tách khỏi bầy thì Kinh Thánh chúng ta như trong thơ phía thứ nhất đoạn 5 đó, chúng ta phải dè dữ và tỉnh thức vì ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh anh em, chờ đợi người nào nó có thể nuốt được. Nó canh, nó rình. Đối với bầy chiên của Chúa, có con chiên nào mà tách ra khỏi người chăn và bầy mà đi lang thang á, thì trở thành miếng mồi của nó. Nó sẽ cắn xé. Cho nên cái đó cũng là điều mà chúng ta phải tra xét mình, để coi chúng ta có phạm tội gì với Chúa hay không. Mà chúng ta phải sửa lại tất cả những cái điều sai trật để trở về với Chúa bình an. Tuy nhiên, điều quý mà anh chị em, những cái quyền lực đó nó do lỗi lầm của chính chúng ta sai trật trong đời, cuộc đời chúng ta, hay là nó đến từ cái thế lực tối tăm của ma quỷ. Cái nguyên nhân chính yếu, cái nguồn gốc chính yếu, thì ở đây lời của Chúa nói như thế này, trở lại với Thi Thiên 107 đó:
câu số 25, Ngài biểu bèn có trận gió bão, nổi các lượng sóng lên. Đức Chúa Trời những điều đó, chúng ta phải nhớ như vậy. Ngài cho phép những cái điều đó xảy ra. Ngài có mục đích khi Ngài cho phép những điều đó xảy ra. Chúng ta Job, chúng ta thấy rằng Job đã phải chịu những cái khổ nạn đó từ Satan tấn công vào đời sống của mình. Nhưng mà nó có của Đức Chúa Trời. Ngài cho phép Satan nó đụng tới. Cơn bão diễn ra đến cấp độ nào là do Đức Chúa Trời quyết định, Đức Chúa Trời cho phép. Nguyên nhân trực tiếp là Satan nó có thể đánh vào đời sống của mình, rồi nó có thể là lỗi lầm chính mình, hoặc có thể là những người xung quanh cũng làm khổ mình nữa. Nhiều khi mình ở trong cơn đau khổ như ông Job rồi đó, ông tự với các bạn thân của mình á, nhưng mà những người này bắt đầu á là phê phán, xét đoán tùm lum hết, là cho rằng ông Job này chắc là phạm tội trọng gì lắm đó, cho nên là mới phải chịu cái hậu quả đau khổ như vậy. Nói ông Job nói rằng đây chỉ là những thầy thuốc không ra gì, chỉ là những kẻ an ủi bực bội lăng băm, nên là chữa lành vậy mà tới làm cho chịu đau khổ thêm. Tuy nhiên chúng ta xin Chúa giúp cho mình để chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời tể trị trong tất cả mọi sự. Ngài cho phép điều đó xảy ra có chủ đích. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến những cái ích lợi tốt lành từ ở trong những cơn bão mà chúng ta có thể phải trải qua. Thì ở đây nói với chúng ta rằng đó là người này khi đối diện với những cái điều nguy nan ở trên biển cả trong bão tố đó, thì người xem thấy phép lạ Ngài làm trong nước sâu. Đức Chúa Trời chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời của nước sâu, Đức Chúa Trời trong cơn bão tố. Ngài không phải là ở trên bão tố để cầm quyền tể trị thôi, mà Ngài còn bão tố nữa để ở với chúng ta, nhằm thực hiện cái sự che phủ của Ngài trên chúng ta và làm thành các chủ đích của Ngài khi chúng ta học biết nương cậy ở nơi Ngài. Bởi vì ở đây nói rằng đó là cái người đó đi xuống tàu trong biển làm việc nơi nước cả, trải qua trận gió bão gì đó, thì người thấy công việc của Đức Giê-hô-va và xem phép lạ Ngài làm ở trong nước sâu. Quý bà chị em ơi, chúng ta không thể thấy nếu mà chúng ta không có nhìn xem. Nhưng bây giờ giữa cơn bão tố đó, chúng ta nên nhìn gì? Và chúng ta nên là xem ai? Thì ở đây ghi lại cho chúng ta thấy rằng đó, chúng ta phải nhìn Đức Chúa Trời của chúng ta, chứ không phải nhìn những cái cơn sóng cuồng của bão tố. Chúng ta phải dò xem cái chương trình của Đức Chúa Trời là như thế nào đang khi chúng ta trải qua bão tố. Đây là vấn đề của đức tin. Cho nên đó là những cái câu chuyện mà được Thánh Kinh ghi lại trong chức vụ của Chúa Giê-xu đó với các môn đồ, thì ghi lại cho chúng ta là hai lần các môn đồ đã phải trải qua việc họ đi thuyền ở trên biển, dù là biển hồ Galilê, nhưng mà họ đã gặp phải cơn bão. Và hai lần nữa, lần thứ nhất thì chúng ta thấy rằng đó Chúa Giê-xu có ở trong cái chiếc thuyền đó, nhưng mà Ngài nằm ngủ, Chúa bình an nằm ngủ ở giữa cơn bão tố. Rồi sóng gió nổi lên, rồi các môn đồ sợ hãi vì thấy tàu, cho nên là đánh thức Chúa dậy. Và Chúa nói sao các ngươi không có đức tin hả? Rồi Chúa làm cho biển yên lặng. Cho nên mà xin cũng giúp cho chúng ta để chúng ta biết đặt đức tin của chúng ta ở nơi chính mình Chúa. Cho dù đức tin của chúng ta đang bị chao đảo húng động gì đó, thì chúng ta phải chạy đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta phải chạy đến Chúa bình an. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta thấy ở đây nói rằng đó. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Cho nên để chúng ta phản ứng một cách đúng. Phản ứng của chúng ta không phải là hành động theo những cái gì mà mắt chúng ta nhìn xem hoàn cảnh, mà là nhìn Chúa và xem chương trình của Chúa là như thế nào, sự dẫn Chúa là như thế nào.
Rồi bây giờ chúng ta thấy gì mà các môn đồ được Chúa sai biểu họ đi qua biển, mà lần thứ nhì thì Ngài không có đi cùng. Thì họ trong lúc giữa đêm họ đi qua như vậy thì họ gặp sóng gió nổi lên. Lần này lại không có Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa đã đi trên sóng đó để đến với các môn đồ, rồi Ngài còn muốn đi trước họ nữa. Cho chúng ta thấy rằng đó là Chúa bình an không hề có một cái sự rung động chao đảo gì giữa những cái cơn giông tố đó. Ngài cứ nhắm thẳng đường của Ngài đi, và nếu mà các môn đồ nhìn xem cái điều đó thì họ sẽ thấy được cái sự bình an. Và rồi chúng ta thấy rằng các môn đồ đó thì cũng lần thứ nhì Chúa muốn nâng đức tin của họ lên cao hơn, cho nên Ngài không ở với họ trong thuyền, mà Ngài cũng đến với họ để bày tỏ Ngài ra trong khi họ rung động và sợ hãi. Và chúng ta phải biết rằng Chúa có những cái chủ đích của Ngài khi Ngài cho phép những cái cơn bão xảy đến trong cuộc đời chúng ta theo từng cấp độ. Nhưng mà chúng ta cần phải biết như Phao-lô nói rằng đó, Đức Chúa Trời Ngài không để chúng ta phải chịu cái sự thử thách quá sức của mình đâu. Nhưng mà trong cơn thử thách Ngài sẽ can thiệp, Ngài sẽ cai trị, và Ngài giúp cho chúng ta được ra khỏi khi chúng ta học được cái bài học nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy rằng dù chúng ta trải qua bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, đối với tài chánh của chúng ta, đối với gia đình của chúng ta, đối với những người thân, những người yêu của chúng ta, thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời. Nếu không bởi Đức Chúa Trời cho phép, một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng không có rụng xuống nữa. Ngài đếm mỗi sợi tóc trên đầu chúng ta, Ngài đựng nước mắt của chúng ta trong ve. Cho nên những giọt nước mắt chúng ta rơi xuống không bao giờ là vô nghĩa. Đức Chúa Trời Ngài tể trị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Và ở đây chúng ta biết, một khi họ nhìn biết Đức Chúa Trời như vậy rồi đó, thì Đức Chúa Trời hành động. Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sống êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sống êm lặng, Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Nguyện Chúa cho chúng ta có được cái điều này. Và chúng ta phải nhớ cái quan trọng không phải là những cái diễn biến của hoàn cảnh xảy ra chung quanh chúng ta đâu. Cái cơn bão quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý và xử lý nó bởi đức tin, nương cậy vào Chúa, là cơn bão trong lòng á. Chính là cái cơn bão trong lòng của chúng ta nè. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trong những lúc như vậy, chúng ta tra xem đức tin của mình đang đặt ở nơi điều gì. Đức tin ta đặt ở nơi tài sản, tài chánh, thì chúng ta biết rằng đó, những cái biến động nó sẽ có thể hủy phá hết. Và như vậy thì bởi vì chúng ta đặt đức tin của mình nương cậy vào đó, thì đức tin ta sụp đổ thôi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho đặt đức tin của mình ở nơi chính Đức Chúa Trời, thì Ngài là Đấng sẽ ban cho chúng ta những cái kinh nghiệm lạ lùng trong cái ơn giải cứu của Ngài. Ở trong sách Gióp thì Gióp ông đoạn 9 câu số 8: một mình Ngài trải các tầng trời ra và bước đi trên các ngọn sóng biển. Cho nên việc mà nói rằng Đức Chúa Trời đi trên sóng biển và nó đã làm thành bởi Chúa Giêsu đó, Ngài là thực tại của những lời mà Đức Chúa Trời phán ở đây, mà con người có thể nhận biết, môn đồ đã nhận biết. Thì chúng ta là Ngài dựng nên tất cả mọi cái điều đó. Ngài trải các tầng trời ra. Ngài là Chúa chí cao, chủ tể của cả muôn trời đất. Và Ngài bước đi trên các ngọn. Có nghĩa là Ngài điều khiển đó. Không phải là sóng êm lặng hay là biển yên lặng, nhưng mà nó có những cái cơn sóng cuồn nổi lên. Nhưng mà Chúa tể trị vì Ngài cởi trên đầu những ngọn sóng đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tin cậy nơi Ngài để qua và thấy được, cũng như thấy được những cái công việc quyền năng cả thể của Ngài. Ở trong Thi Thiên số
Khi sống nổi lên, Chúa làm cho nó yên lặng. Vì vậy chúng ta thấy cái Ngài cầm quyền tể cai trị cái sự kiêu căng của biển, bởi vì một cái mong manh mà nó ở giữa biển cả trong cơn bão tố đó, thì chúng ta có thể thấy dường như biển nó muốn phô trương cái quyền lực của nó để nó muốn nhận chìm một cái gì đó rất là yếu đuối nhỏ bé. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái yếu đuối nhỏ bé của một cái chiếc thuyền đó, mà nếu có đức tin của mình đặt ở trong tay của Đức Chúa Trời đó, thì nó không có nhỏ bé và yếu đuối đâu. Tự thân nó thì nó nhỏ bé và yếu đuối, nhưng của Đức Chúa Trời đấng cai trị, chúng ta thấy là Ngài là đấng cai trị cái sự kiêu căng của biển, và nó muốn nổi sóng lên phải không, thì Chúa làm cho nó yên lặng. Xin Chúa làm chúng ta kinh nghiệm được về cái sự yên lặng, sự bình an của Chúa ở trong tấm lòng của chúng ta. Và tôi kết thúc, chúng ta đọc câu Thánh Kinh ở trong Ê-sai 32 nói như thế này, câu số 2: sẽ có một người, đây là một lời tiên tri để bày tỏ về Đức Chúa Trời và nhất là bày tỏ về Chúa Giê-xu. Tôi đọc lại: sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão, đất khô đá lớn trong xứ mòn mỏi. Có một người như vậy đó, là nơi để chúng ta núp gió, chỗ che phủ bảo vệ chúng ta giữa cơn bão táp. Ngài là suối nước trong nơi đất khô, ở trong cái chỗ đó nó không phải là chúng ta bị thiếu thốn, vì Đức Chúa Trời là đấng sẽ chu cấp cho chúng ta những điều có cần. Và rồi chúng ta cũng thấy Ngài là bóng của vần đá lớn xứ mòn mỏi. Khi nào chúng ta cảm thấy mệt nhọc, mòn mỏi, sa sút vì phải đối diện với những cái nỗi khổ trong cuộc đời, hãy đến với chính mình Chúa. Chúa bình an, hãy nương náu mình ở trong Ngài. Và chúng ta sẽ thấy những điều tốt lành. Job đã làm như vậy. Và rồi chúng ta thấy rằng đó, Chúa không chỉ là phục hồi thôi, mà Ngài còn khiến cho phước hạnh bù đắp, tăng gấp bội những gì mà đã phải chịu mất cơn bão tố của hoạn nạn đó. Thì chúng ta thấy rằng Ngài đã phục hồi và làm cho gia sản của ông bây giờ tăng gấp hai. Rồi cái của mình, 7 người con trai và 3 con gái đã bị chết trong cái cơn hoạn nạn đó. Và bây giờ Chúa cho ông có lại 7 người con trai và 3 người con gái. Tăng gấp. Tăng. Là bởi vì chúng ta nhớ rằng á, 7 con trai, 3 con gái kia là những người nhận biết Đức Chúa Trời, cũng là con cái của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa đem lên nhà của Ngài để ở, rồi đi qua Mỹ ở, rồi thì ở Việt Nam có mắc gì mà khóc than, rồi nói tôi có 7 đứa con 3 con gái bây giờ nó qua Mỹ sống buồn quá, khổ quá, có không? Không có. Cho nên là xin Chúa cho chúng ta thấy Chúa cho gấp đôi mọi sự mà ông đã phải chịu thiệt hại khi mà ông trải qua hoạn nạn và bão tố. Nhưng mà bởi vì ông biết tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thì rồi chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ đổ phước, Ngài sẽ bù đắp lại. Nguyện Chúa cho chúng ta này. Nhưng mà quan trọng là phải xử lý cơn bão ở trong lòng. Cô-lô-se trong Tân Ước câu số 15: nguyện sự bình an, nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Chúng ta nói cai trị cái sự kiêu căng của biển, Ngài làm cho sóng biển yên lặng phải không? Thì ở đây nói rằng điều đó Chúa làm trước nhất là trong lòng chúng ta nè. Chúng ta phải để cho Chúa bình an, sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Và chúng ta phải tin cậy Chúa Trời và ngợi khen Ngài. Phải tập. Và ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, câu số 16: nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Đó là lời chúc của Phao-lô mà cũng là lời cầu nguyện của ông.
Thì ông nói rằng đó, nguyện xin chính Chúa bình an. Chúng ta không phải chỉ tìm sự bình an của Chúa thôi, mà chúng ta xin Chúa bình an bước vào trong cuộc đời chúng ta, như Chúa đã bước vào ở trong cái chiếc thuyền của các môn đồ vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa bình an ở trong đời sống của chúng ta. Và ở đây nói rằng Ngài ban sự bình an cho anh em trong mọi khi và đủ mọi cách. Bất cứ lúc nào, mọi khi, bất cứ hoàn cảnh gì, bất cứ sự việc gì, và đủ mọi cách. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho mình để giữa cái lúc mà chúng ta trải qua khó khăn và những cái điều mà nó đang gây lo ngại cho nhiều điều, chúng ta đừng có hoảng loạn giống như những người không biết Chúa. Và đừng có để cho những cái cơn sóng cuồng của những cái thông tin gì đó nó đánh vào trong tâm trí, tấm lòng của chúng ta, làm cho chúng ta sợ hãi. Không. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta nương náu mình ở nơi Chúa. Chúng ta phải khôn ngoan, chúng ta cũng phải cẩn thận để mình biết mình phải làm cái gì một cách đúng đắn trong cái hoàn cảnh đang xảy ra. Nhưng mà không có mất bình tĩnh, không có hoảng loạn gì cả, mà hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Và điều mà chúng ta thể hiện đức tin của mình là cầu nguyện với Chúa. Bây giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy Ngài đã tỏ quyền năng của Ngài ra để giải cứu họ. Một ngày á, chúng ta hãy đọc ở trong Thi Thiên 91. Tại vì nó gieo ra lời Chúa, phán ra thì mọi sự liền có theo ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên lời Chúa là một cái lời quyền năng lắm. Chúng ta đọc như là một cái lời công bố. Chúng ta hãy công bố những cái lời đó. Linh nghiệm trong đời sống của những người trong gia đình của con, trên tài sản của con, nơi ở của con. Đó. Bởi vì dịch đang ra, nó không thể đến gần trại của ngươi được. Đó là điều Đức Chúa Trời đã từng làm ở trong lịch sử. Và Ngài cũng đã vẫn còn làm ngày hôm nay đối với những người tin cậy nơi Chúa. Chúng ta hãy đọc, và mỗi ngày chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta ngăn chặn tất cả những cái làn sóng gì đó của sự hủy phá, nó không được phép chạm đến. Bởi vì đây là trại của Đức Chúa Trời. Đây là nơi ở của Đức Chúa Trời. Mình nương náu mình ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện.